Cả ba đời họ Nguyễn phải chịu án tu di. Ông nội con có một người thiếp tên là Nguyễn Thị Lộ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà ấy được vua Thái Tông phong cho chức nữ lễ nghi học sĩ. Trong một chuyến tuần du, vua Thái Tông đã ngự lại ở Côn Sơn, là nơi ông nội con ở. Đêm đó, chỉ duy nhất bà Thị Lộ hầu cạnh vua. Nhưng đến sáng hôm sau, thì đức vua băng hà. Triều đình kết tội bà Thị Lộ và cả ông nội con âm mưu giết vua. Bởi vậy, cả ba đời họ Nguyễn phải chịu án tu di.